trừ 43, dùng tay đi con gậy bằng tay. 7 bằng 11. Chính xác. 9 trừ 7 cộng 4 trừ 2 cộng 3 bằng 7. Chính xác. 4 Khả năng tính nhầm mà bé Nguyễn Quang Anh, 6 tuổi có được là do cháu đã theo học chương trình UCMAT từ lúc 5 tuổi rưỡi. Đây là một phương pháp thông qua việc tính toán bằng bàn tính gầy hạt truyền thống. Các bé sẽ được hướng dẫn thực hiện các phép tính với bàn tính thật ở cấp độ đầu tiên và sẽ tính toán với bàn tính tưởng tượng trong những cấp độ tiếp theo. Nhờ đó, trẻ có thể tìm ra đáp án cho các phép tính rất dễ dàng. Quang Anh vừa giành giải nhất cuộc thi bàn tính và số học trí tuệ quốc tế được tổ chức tại Malaysia với thành tích giải được 150 phép tính trong vòng 8 phút. Tuy nhiên, khả năng tính toán nhanh lại không phải là mục tiêu quan trọng mà mẹ bé hướng đến khi đăng ký cho bé tham gia lớp học. Bởi theo chị, mai sau, việc tính toán của con đã có sự hỗ trợ của máy tính. Thay vào đó, chị muốn bé rèn luyện các kỹ năng và sự tập trung, điều mà trẻ con thường rất kém. Tôi quan điểm là không phải là học theo kiểu là kiến thức cho trẻ, mà ở đây là giáo dục từ sớm. Giáo dục từ sớm ở đây có nghĩa là mình gợi mở, mình giúp cho trẻ phát triển về cái tư duy và các kỹ năng trong cuộc sống. Thì cái độ tuổi mà cần thiết nhất cho trẻ phát triển nhiều nhanh nhất đấy là độ tuổi dưới 6 tuổi. Bởi vì trong giai đoạn này thì là trẻ có thể phát triển đến 75% trí não so với cả người lớn. Thì tôi nghĩ giai đoạn này rất là quan trọng. Đấy là lý do vì sao mà tôi muốn là giúp cho trẻ gọi là tăng khả năng tư duy của trẻ tốt nhất. Ngoài chương trình học với bản tính, chị Hà còn thường xuyên cùng con giải những câu đố, trò chuyện về những sự vật, hiện tượng của cuộc sống theo cách vừa học vừa chơi. Bởi thế, dù không đi học trước kiến thức, nhưng khi bước vào lớp 1, Quang Anh vẫn cảm thấy chương trình học trên lớp có thể dễ dàng theo được, nhưng lại không hề chủ quan, tự phụ. Trên thực tế, hiện nay có rất nhiều những chương trình học tương tự như UCMAS đã được mở ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác như Soroban, Superbrain, Magnasium. Đa phần các chương trình đều hướng đến việc phát triển tư duy sớm của trẻ thông qua toán học. Đây đều là những phương pháp được chuyển giao từ những chương trình giáo dục được nghiên cứu ở nước ngoài. Tuy chưa thực sự được ngành giáo dục Việt Nam thừa nhận và ứng dụng rộng rãi, cũng không thể phủ nhận sự quảng bá mạnh mẽ của các trung tâm trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng rất đông các bậc phụ huynh đã cho con em mình tham gia các lớp học này và có phần hài lòng. Bằng chứng là số lượng hàng trăm các cơ sở đã được mở ra trên khắp đất nước. Mới đây, một phương pháp học toán mới dành cho học sinh từ 5 đến 12 tuổi đã được công bố bởi Viện Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Giáo dục, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Đó là chương trình dạy toán POMAT, có nghĩa là chương trình phát triển tư duy thông qua dạy học môn toán theo định hướng cá nhân dành cho trẻ em. Đây là kết quả nghiên cứu trong suốt hơn 10 năm của tiến sĩ Chu Cẩm Thơ và các cộng sự thuộc khoa toán tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Phương pháp POMAT cũng hướng đến việc phát triển tư duy cho học sinh trước khi bước vào lớp 1, nhưng bằng một cách khác hơn. Tôi chỉ khuyến khích là phụ huynh cho con đi học để học một cách suy nghĩ, một cách tư duy. Và tự con sẽ phải tiếp cận kiến thức theo cái cách đó, chứ không áp đặt là phải học bằng được cái tri thức đó. Chúng ta nên phân biệt cái tri thức với lại cái phương pháp. Phương pháp nó sẽ trở thành một tri thức nếu mà anh được dạy. Thì con nên chính thức dạy tư duy cho trẻ từ khi mà trẻ có khả năng lập luận, có khả năng lập luận. Vậy là chúng ta sẽ, tôi nhắc lại là chúng ta nên dựa trên năng lực của trẻ. Tức có những trẻ thì có thể có khả năng lập luận rất là sớm, nhưng có những trẻ thì lại muộn hơn. Nhưng trung bình thì thường là bắt đầu từ giai đoạn 4 tuổi. Thế nhưng, có hiệu quả nhất vẫn sẽ là phải có sự phối hợp, giáo dục thật tốt ngay từ gia đình. Dạy phương pháp là còn dạy cho có con cả vốn sống và cả nhân cách, cả cái vốn văn hóa nữa. Thì nó phải đi đồng với nhau, và nên tốt nhất tôi nhấn mạnh lại là nên từ gia đình. Và nếu được thì các bố mẹ là nên giúp các con có cái cách suy nghĩ và cách cái phương pháp học ngay từ trong khi mà các con trước khi đến lớp. Đã có nhiều bằng chứng khoa học trên thế giới và đến giờ là ngay cả Việt Nam đều khẳng định dạy con trước khi bước vào lớp 1 là điều đúng đắn và nên làm. Cách dạy như thế nào, thái độ dạy ra sao thì sẽ có những kết quả tương ứng. Có rất nhiều các phương pháp dạy trẻ học sớm, thế nhưng phương pháp nào thì cũng sẽ có những điểm mạnh, điểm yếu nhất định. Cái quan trọng là nếu các bậc phụ huynh quyết định giáo dục con từ sớm thì cần phải xác định được năng lực của trẻ để chọn được phương pháp phù hợp, tránh tình trạng gây áp lực cho trẻ thì tất yếu sẽ phản tác dụng.